Testing 1 2 3 4. Dạ. Vương Hương thân mến, chào quý vị ngày hôm nay. Hôm nay chắc quý vị rất là lạ vì vắng bóng Luân Vũ. Luân Vũ vì bận công việc đột xuất nên Luân Vũ không có mặt để phục vụ quý vị. Nhưng mà Vương Hương thì vẫn như vậy, vẫn muốn đàn cho quý vị nghe và vẫn dành thời giờ để lên đài ngày hôm nay. Và bản nhạc vừa rồi đó là bài Niệm Khúc Cuối của Ngô Thị Miên. Vương Hương xin dành tặng cho tất cả các ông cụ, bà cụ ở Mission Palm, tặng cho Phước An và các cô điều dưỡng, cũng như bà ngoại là bà Thanh Phượng, Huỳnh Thanh Phượng và gia đình, một bản nhạc mà quý vị đã yêu cầu Vương Hương rất là nhiều. Thì bây giờ hôm nay Vương Hương đàn tặng cho quý vị. Và hơn nữa, đặc biệt ngày hôm nay Vương Hương đã mời sự trở lại của một cô gái trẻ, rất trẻ, mà đã từng xuất hiện trên đài cách đây phải nói là hơn gần 2 năm rồi, không xuất hiện trở lại. Đó là AV. Vương Hương xin mời AV. AV, vâng. Gửi lời chào đến quý vị khán giả đi con. Vâng, và lời nói đầu tiên cho AV xin gửi lời chào thân thương đến quý khán thính giả đang xem chương trình Nhạc Thính Phòng cùng với The France, cùng với cô Vương Hương ngày hôm nay. Cảm ơn cái bài đàn, bài Niệm Khúc Cuối hồi nãy của cô quá là tuyệt vời cô ạ. Và cái bài này thật sự là chắc là do AV lâu quá rồi không có lên chương trình cùng với cô, cho nên mỗi lần mà AV lên, AV là cô đánh mỗi cái bài nào là AV đều cảm nhận nó sâu sắc hơn một chút. Chắc tại cũng tuổi cũng lớn hơn ngày xưa cô, nên cái nhạc này thật sự là bây giờ là AV con cảm rồi phải không? Dạ, con cảm được nhiều hơn ngày xưa và con bắt đầu rất là thích những cái bản nhạc cô đánh. Đó Vương Hương, đó là một tín hiệu vui thưa quý vị, vì hồi trước AV chỉ hát toàn nhạc trẻ, nhưng mà khi mà Vương Hương vừa rồi đã gặp AV và tập cho AV, cái cách chọn nhạc của AV nó khác hơn lúc trước đó con. Nhưng mà không phải là vậy là con không hát nhạc trẻ nữa. Chỉ đúng, là hơi đổi về một cái gì đó nó lắng động hơn một chút xíu thôi, nhưng mà con vẫn hát nhạc trẻ. Có thể cô bé này đang yêu đó thưa quý vị. Lúc nào con cũng yêu. Vậy thì đã lâu không xuất hiện trên chương trình của cô. Đây là Vương Hương thường nói đùa thưa quý vị, đây là con gái nuôi của Vương Hương là like mother, like daughter, đúng không? Em đã xuất hiện chương trình này lần đầu tiên năm đó em mới 17 tuổi thôi, vừa hết high school. Và quý vị ơi, xin đừng rời làn sóng vì sau đây AV sẽ xuất hiện với một nhạc phẩm thật hay. Quý vị chờ đón nhé. Cảm ơn quý vị đã yêu thương và gìn giữ chương trình. Thì ngay bây giờ Vương Hương sẽ hỏi AV một số câu hỏi. AV, dạ. Đây là một bài hát mà nhạc Nhật thưa quý vị, lời Việt. Thì tại sao con lại chọn nhạc phẩm này, mà con thích nhạc phẩm này từ khi nào? Vâng, thì đây là một bài hát, bây giờ con bật mí tên bài hát luôn ha. Bài hát là của nhạc Nhật. Tên tiếng Việt gọi là Ngàn Năm Vẫn Đợi. Thì cái bài hát này thì trong một lần con đi diễn chung với lại một chị ca sĩ, thì chị đã trình bày cái ca khúc này. Thì khi mà con nghe chị trình bày cái ca khúc này á, thì tự nhiên là con cảm được là cái ca khúc đó nó rất là sâu sắc và rất là lạ, tại vì trước giờ là con không có nghe cái thể loại nhạc này. Và mới lần đầu nghe là con đã cảm nhận được ngay. Thì con có cái suy nghĩ là ồ, chắc là bắt đầu là qua cái tuổi 23, cho nên là bắt đầu con cũng đổi cái gu nhạc một chút xíu. Thì con nghe thử những cái bài khác nữa, thì con nói là ồ, cũng hay. Thì bắt đầu tập, cho nên là hôm nay cô mời con lên chương trình này để là cũng như là một cơ hội để con có thể trình bày ca khúc này cho quý khán giả trên đài cùng được thưởng thức.
Sự thay đổi đó như thế nào thì xin mời quý vị lắng nghe. Bên nhau ta say đắm mỗi hạnh phúc đôi mình. Em nghe trong tim ngất ngây tình ta âu yếm. Tưởng tình như trong giấc mơ ta không hề biết. Con tim nhân gian sẽ không bao giờ bền lâu. Thôi này, tình em trao anh, tình như thông xanh ngàn năm vẫn đợi. Em yêu hỡi muôn đời khó quên. Vì yêu em hãy đón em trong vòng tay. Cứ yêu và đừng mơ ước gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không hề phai. Ngày mai sau có em vui hay buồn tôi. Em xinh em tươi chỉ cho riêng em mà thôi. Mai xa rồi dù không bên anh, mình em cô đơn em vẫn gắng cười. Đừng lo lắng thêm u sầu. Xin đừng mơ ước gì. Giọt lệ em đã khóc cho bao ngày. Người ơi đừng quên. Người yêu ơi hãy siết em trong vòng tay. Cứ yêu xin đừng mơ ước gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không hề phai. Và dù xa nhau mãi vẫn yêu anh hoài. Tình không hề ơi, quý vị có thích không? Thì Vương Hương vừa mới đàn xong nhạc phẩm này thì đã gợi cho Vương Hương rất là nhiều kỷ niệm. Cái thập niên mà con biết từ khi cô bắt đầu yêu thích nhạc này là thời ca sĩ Ngọc Lan đã hát, và thập niên 80-90. Và nhất là cô sau khi cô lại nghe Teresa tên là Mạnh Lệ Quân hả? Mạnh Lệ Quân hát rất là hay thưa quý vị. Vâng, cái bài này á, là khi mà con nghe cô Ngọc Lan hát đó, là không biết tại sao là cảm xúc nó rất là dâng trào. Đi nghe chị kia hát là con đã nổi cả da gà rồi, mà khi mà nghe cô Ngọc Lan hát giống như rất là buồn đúng không? Rất rất là trải lòng của cô. Vậy thì nếu mà đặt trường hợp ngàn năm vẫn đợi, con có giống như thế không? Nếu mà con đợi được 1.000 năm, mà con sống được 1.000 năm thì con sẽ đợi. Không, cái đó là một cách trừu tượng thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà con phải chờ đợi một người yêu thật lâu thì con có kiên nhẫn không? Nếu như mà là yêu thật lòng mà cảm nhận người ta cũng yêu mình thật lòng thì why not? Có tin không quý vị? Tin hay không thì cái đó để sau đi con hả? Vậy thì một chút nữa
Evie có một cái bài hát mà đã biết bao nhiêu lượt view trên YouTube, mà đây là một cái MV đầu tiên của Evie rất là hay. Bài hát tuy mới nhưng mà giai điệu vô cùng lãng mạn và trữ tình, thưa quý vị. Thì một lát nữa con nhớ đặt hết tình cảm khi hát, phải hát hay hơn trong MV nha con. Dạ, con hy vọng là sẽ hay hơn Vậy trong thì MV. nếu mà quý vị muốn truy tìm cái tên của con trên YouTube, channel của con trên Dạ. YouTube thì bằng cách nào? Dạ, quý vị có thể lên trên YouTube và quý vị bấm tên của con là AV Nguyễn ra, hoặc là có thể bấm cái channel là AV Music. Có là nhạc của AV đó, thì quý vị sẽ thấy được cái ca khúc, những cái ca ngoài cái ca khúc này thì còn rất là nhiều ca khúc khác. Nhưng mà ca khúc này là cái ca khúc mà con kết thúc cái năm 2017 vừa rồi, cho nên là cũng rất là tâm đắc sau bao năm trở lại. Vậy nếu có dịp thì cô mời con lên đây thêm một lần nữa và đem MV của con này chiếu nha. Dạ, yeah, sure. Quý vị ơi, xin quý vị giữ gìn làn sóng và chốc nữa đây AV sẽ trở lại cùng Vương Hương gửi đến quý vị một nhạc phẩm hay khác. Xin cảm ơn. Bây giờ Vương Hương mời quý vị nghe Vương Hương hỏi AV một số câu hỏi trước khi AV hát ạ. Vâng. Bài hát có tựa đề rất là lạ là Em ngày xưa khác rồi. Vâng. Có giống như con bây giờ không? đúng vậy cô. Quý vị, nếu như mà quý vị theo dõi AV từ lúc AV 17 tuổi rồi á cho đến bây giờ thì chắc là quý vị cũng đã nhận ra là AV thay đổi nhiều như thế nào và AV có khác như thế nào, thì chắc là quý khán thính giả cũng tự cảm nhận được. Không những là AV, không phải là AV tự cảm nhận là AV khác, nhưng mà thật sự là tất cả mọi người xung quanh đều nói AV khác, khác từ vóc dáng cho tới cách suy nghĩ, cũng như là những cái bài hát mà AV lựa chọn, cũng như là cái cách cảm nhạc của AV nó hoàn toàn khác. Và AV hy vọng thì như nãy AV có chia sẻ với quý khán giả và cô Vương Hương á, là mặc dù là AV có thích thêm những cái thể loại nhạc khác, nhưng mà cái sở trường của AV vẫn là nhạc trẻ, và cái bài hát này Nhạc cô nghĩ là pop ballad chứ? dạ thì nó là nhạc pop Nhạc ballad nhưng mà nó tình. là nhạc tình mà cũng hơi trẻ một chút. Thì riêng cái bài này thì cái lời á có lẽ là nó sẽ không có giống như cái bài vừa rồi, nó hơi thị trường một chút xíu nhưng mà Nó hy hơi vọng thực tế, giống nó hơi như thực tế. quý vị biết không, nhạc trẻ bây giờ là mấy em nói yêu là yêu, mà bỏ nhau là nói bỏ nhau, nó thẳng như thế đó. Nhưng mà thực sự ra cái giai điệu rất là dễ thương, giai điệu cực kỳ lãng mạn của tác giả, một tác giả trẻ mà đã có ca khúc rất Mưa nổi làm tiếng gió đó. là Mưa làm gió kinh khủng, đó là Anh cứ đi đi. Và sau đây là mời quý vị lắng nghe Em ngày xưa khác rồi. Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Tìm em nữa
em qua ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi. Để bây giờ anh xem có như là anh mơ, em sẽ chẳng trở về nữa. Tình yêu kia xem như mình duyên trăng vẫn đã vất vả quá nhiều, nhưng nhận lại muôn vạn cây đắng. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ để mình chia ly, dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Quý vị có thích bài hát này không? À, Vương Hương thì khi mà nghe AV hát trong cái MV á, thì Vương Hương cô cảm thấy thật sự con giọng hát của con đã trưởng thành rất là nhiều, hát có hồn hơn. Và quý vị có thể lục lại trong trí nhớ của quý vị bài hát mà AV đã từng lên đây với Duy Nguyễn á, Nguyễn Duy đó. Đâu đó cần lục lại trong trí nhớ, chị cô lên YouTube cũng có mà. Phantom of the Opera. Và quý vị sẽ thấy rất là dễ thương, là coi như là cô với trò là coi như là... Con nói thiệt với cô luôn, bây giờ mà con nhìn lại cái video đó, con không biết tại sao ngày xưa con gan vậy. Không có, rất là dễ thương con. Cái giọng hát mà cô quý vị biết không, là AV hit the not me mà cao thì cao mà bây giờ giọng con có vẻ trùng xuống, trầm lại. Dạ, trầm lại. À, giọng con thì có một cái thời gian là con bị đau giọng rất là nặng và con cứ nghĩ là con không theo được cái ngành ca hát nữa. Nhưng mà sau cái thời gian mà lành lại đó thì cái giọng con nó, như quý vị cũng nghe là giọng này vì bây giờ rất là khàn, cho nên là cái giọng nó sẽ trầm lại một chút, và nốt cao như Phantom of the Opera thì chắc không có hợp với giọng của con nữa. À, quý vị biết không, năm cô bé này học high school đã từng lĩnh sướng trong cái vở nhạc kịch Mamma Mia. Và do một người coach người Mỹ đã phát hiện ra giọng hát của AV và khuyến khích em nên đi theo con đường ca hát, thưa quý vị. Vậy thì một chốc nữa đây, bài hát thứ 3 là một bài hát thật hay. Hãy giữ giọng chút xíu nha, để gửi tới quý vị thật tình cảm đối với bài hát này. Quý vị ơi, xin quý vị giữ gìn làn sóng. Sau đây AV sẽ trở lại với một bài hát.
cảm ơn sự trở lại của quý vị lần nữa. Và sau đây Vương Hương muốn để AV sẽ giới thiệu nhạc phẩm thứ ba trong chương trình của AV ngày hôm nay. Vâng, và nhạc phẩm thứ ba cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà AV gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Đó là một cái nhạc phẩm rất là nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở bên này, người Việt hải ngoại. Và một ca khúc cũng rất là mới, ca khúc được mang tên Chờ Thêm Một Đời. Wow, cô bé này hôm nay đã ngàn năm vẫn đợi rồi chờ thêm một đời. Thì chắc ngàn năm chưa đủ mà mới một đời nữa cô. Trời ơi, cái này là coi chừng đó nha, AV nha. Dạ, xin mời quý vị thưởng thức ạ. Vương Hương xin lỗi AV vì bây giờ mới nghe rõ ca từ là cô gái bắt chàng trai muốn có con yêu thì hãy chờ thêm một đời nữa đi. Đúng rồi. Rất là phách ha. Vậy thì quý vị ơi, quý vị có biết không, AV cô bé này nó có những cái đức tính
cũng khá giống Vương Hương là nấu ăn cực kỳ ngon, rất thích nấu ăn. Và và sao nữa AV? Dạ thì chắc bây giờ là con cũng thích đàn giống như và tự học. Bữa nào thì Vương Hương sẽ mời AV lên viết một cái đàn đàn ukulele và 4 dây. Đàn 4 dây rất dễ thương, và con sẽ hát cái bài hồi trước con đã hát trong chương trình của Trấn Thành mà do chú Luân Vũ tổ chức đó. Dạ đúng rồi. Bài gì đó? Can't take my can't take my eyes off my you. Eyes off of you. Lâu quá rồi con không hát cái bài đó, nhưng mà bài đó cũng rất là hay, và hy vọng là sẽ có một dịp gần nhất thì AV có thể đứng lên sân khấu cùng với cô Vương Hương một lần nữa và gửi đến cái ca khúc đó cho quý vị khán giả cùng với cái đàn ukulele. Vậy thì nếu có quý vị hoặc là bộ show nào muốn mời con hát trong một chương trình của họ thì họ liên lạc bằng cách nào? Họ có thể liên lạc qua Facebook của con hoặc là qua số điện thoại riêng của con. Mà muốn có số điện thoại riêng của con thì hỏi cô Vương Hương cũng được. Dạ vâng, hỏi Luân Vũ 4675840 thưa quý vị. Vậy thì Facebook của con là gì? Dạ, Facebook của con là AV Linh Nguyễn. AVL Nguyễn. Vậy channel của con YouTube á? Là channel là AV Nguyễn hoặc là AV Music. Vậy sắp tới cái MV kỳ tới của con chừng nào phát hành? Con thì con đang định hướng, tại vì trước giờ thì con AV đó thưa quý vị thì thường là chọn những cái ca khúc hit và những cái ca khúc đúng với tâm trạng để làm cover. Nhưng mà sắp tới thì chắc có lẽ là AV sẽ đầu tư một chút xíu sau khi mà sắp xếp được cái công việc còn lại trong cuộc sống thì AV sẽ làm một cái ca khúc riêng của mình luôn, một cái ca khúc hoàn toàn mới, coi như là một cái single ra mắt album của AV. Vậy thì cô Vương Hương chúc con sẽ thành công. Đã hết giờ rồi thì con có muốn nhắn gửi lời thân yêu nhất tới ai không? Chẳng hạn như cha mẹ hoặc là người yêu và quý vị khán giả của con. Vâng, mà lần nào lên đây cô Hương cũng hỏi con là có gửi tên câu thân yêu hay là bây giờ là ai con cũng yêu hết. Gia đình con hay là bạn trai con hay là gia đình bạn trai con thì tất cả cũng giống như quý vị khán giả rất là thương mến AV và ủng hộ AV trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình Nhạc Thính Phòng cùng với The Friends ngày hôm nay với AV và cô Vương Hương. Hy vọng trong một ngày không xa thì AV sẽ lên đây lại một lần nữa và sẽ gửi đến cho quý vị những cái ca khúc thật là hay. Và nếu như mà quý vị có những cái yêu cầu gì mà muốn AV hát lần tới đó, quý vị vẫn có thể gọi vào số điện thoại cho anh Luân Vũ hoặc là cô Vương Hương để yêu cầu, để lần tới thì cô cháu có dịp lên đây và chuẩn bị kỹ càng hơn để gửi đến cho quý vị những cái bài hát mà quý vị yêu cầu. Vâng, cảm ơn AV. Cô Vương Hương cũng chúc con sẽ thành công trong con đường tương lai sắp tới của con. Cảm ơn. Và đã hết giờ rồi thưa quý vị, Vương Hương xin thay mặt Luân Vũ chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến và thương yêu chương trình này. Và Vương Hương mong gặp lại quý vị một ngày gần đây, không xa, tuần sau, với một ca sĩ rất là xinh đẹp và hát cũng hay và nấu ăn cũng ngon. Quý vị nhớ đón xem tuần sau nhé thưa quý vị. Một câu nói quen thuộc của Luân Vũ là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Và xin ủng hộ cho cơ sở thương mại của đài truyền hình SET. Xin cảm ơn. Chúc quý vị ngủ ngon.